1 2 3. Hypenso Studio. Các bạn có thấy hôm nay anh Bút Chì có nhiều đồ ăn không nào? Chúng ta sẽ không ăn một cách bình thường nữa, mà chúng ta ăn sẽ ăn theo như vậy. Bỏ đồ ăn trên mặt, rồi di chuyển cơ mặt chúng ta làm sao cho đồ ăn vào miệng chúng ta thì người đó thắng. Còn ai mà làm rớt hoặc là chưa bỏ vào miệng thì người đó thua. Trời ơi, trò chơi gì mà có vậy? Còn nữa, nếu như ai thắng thì sẽ được bỏ một quả trứng vào trong rổ này, còn ai thua thì phải bỏ hai quả trứng vào rổ của người kia. Ủa, sao người thắng này được ít trứng hơn người thua? Thì đúng rồi, bởi vì trong trứng này sẽ có là trứng luộc và trứng chưa luộc. Ai xui thì lát nữa đọc trúng trứng không luộc thì nó bể ra. Hiểu chưa? Em không muốn bị như vậy đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta chơi không nào? Phải chơi chứ, chơi để chiến thắng. Chiến thắng. Bây giờ em Bút Chì đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Em cũng sẵn sàng rồi. 1, 2, 3. Yeah, anh được chọn. Thôi anh chọn này dễ lắm nè, cục kẹo đi cho nó. Cục kẹo có một chút xíu làm sao mà ăn được. Đây, đợi anh một chút nha. Ý mình sẽ ăn một miếng bánh thật là ngon của mình yêu thích. Ta ta. Miếng bánh này không phải là miếng bánh mà cái này là một cây nấm. 1, 2, 3. Đâu có nghĩ là cái nấm đâu. Vậy thì bây giờ em sẽ được chọn trứng trước. Em chọn cái này. Thì anh sẽ chọn cái này. Cái bên này. 1, 2, 3. Yeah. Vậy thì bây giờ anh sẽ chọn cho em một món đồ thật là dễ dàng thôi, không khó lắm đâu em vàng ơi. Mình chọn cái gì ta? Cái này đi. Wow, đố em là cái gì? À, tên nó nhỏ xíu vậy. Đó chính là hạnh nhân đó. Wow, chưa bao giờ thấy ăn hạnh nhân khó khăn như vậy luôn. Còn anh sẽ chọn cho anh một cái bánh tai heo. Anh sẽ chọn, anh chọn bên cái này. Em sẽ chọn Yeah, là thắng nữa rồi. Anh đã chọn đồ ăn cho em. Cái này đi ha. Cái này là cái gì ta? Em không muốn một đồ vật hình tròn nữa đâu, em muốn đồ ăn hình tròn đâu.
Đây là một đồ ăn hình tròn. Rồi, ngẩng đầu lên nào cô gái. Rồi, đợi một chút nha. Anh chọn cái này đi, cái này là cái gì đây? Anh cũng sẽ chọn. Chưa kịp chơi mà. Cái này là chip chip. Anh thắng chắc rồi. Rồi, chúng ta chơi thôi. Nào. 1 2 3. Yeah, thắng rồi. Anh muốn kỳ thắng nữa à? Anh muốn kỳ thắng hoài vậy. Thôi, lần sau anh sẽ ưu tiên cho em chọn luôn đó. Anh sẽ không xú xì nữa, được chưa? Cảm ơn anh Bút Chì. Nhưng mà bốc trứng vẫn phải bốc trứng nha. Anh chọn quả này. Em chọn đi, hai quả lẫn nha. Sao? Em vàng chọn quả này. Bé Hoàng chọn quả này. Rồi, được rồi, cho em chọn trước luôn đó. À đúng rồi. Em sẽ chọn cái này vậy. Cái gì vậy? Em nghĩ đó sẽ là bánh quy. Ta da! Cái này khó lắm đây. Một loại bánh hình tròn. Anh ăn thử coi. Ngon quá. Nếu mà anh ăn được cái này và chiến thắng thì anh sẽ được thưởng thức một loại bánh cực kỳ ngon. Rồi. Tặng cái này nha. Màu hồng giống như tính cách của vàng luôn. Ta da! 1 2 3. Cho nhanh quá vậy. Đúng vậy. Em chọn trứng này. Em chọn đại vậy. Không biết là có trứng hay là sống nữa đây. Như vậy là em Vàng và anh Bút Chì đã hoàn thành 5 vòng thi. Và mỗi người đều có thiệt nhiều trứng như vậy nè. Anh tổng cộng là 7 quả trứng. Còn em Vàng có tới 8 quả luôn. Bây giờ em Vàng và anh Bút Chì sẽ đập trứng. Thì em chọn trứng này. Chiến binh đầu tiên ơi, hãy cố gắng lên nha. Các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ team Vàng bằng cách comment team vàng nha. Còn ủng hộ Bút Chì, hãy comment team Bút Chì, team Bút Chì, team Bút Chì chiến thắng. Bây giờ mình cùng đọc thôi. 1 2 3. Yeah, là trứng chính. Em cũng vậy. Bây giờ mình bỏ vô hai cái tô này nha. Một quả trứng chính. Yeah. Rồi, bây giờ đến quả thứ hai. Yeah. 1 2 3. Không biết có chính đâu không nữa. Trời ơi, vậy là ở chỗ này mình cùng nhau cô rồi. 1 2 3. Yeah, anh là trứng chính. Em lại thêm một quả trứng sống nữa rồi. 1 2 3. Quả trứng chín nữa rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục thôi nào. Dạ. 1 2 3. Yeah, trứng chín nữa. Em cũng là trứng chín luôn nè. Tiếp tục thôi nào. 1 2 3. Yeah. À, yeah. À, trứng sống kìa. Anh là trứng chín. Anh là trứng chính đây. Sao em có thể có nhiều trứng sống như vậy chứ cô? Vậy là anh có 5 quả trứng chính rồi đó nha. Em mới có
Các bạn ơi, như vậy anh Bút Chì đã có 5 quả trứng chín và chỉ còn 1 quả nữa thôi là sẽ quyết định chiến thắng hay là không. Các bạn ủng hộ team Bút Chì, team Bút Chì, team Bút Chì chiến thắng. Các bạn ơi, các bạn hãy comment đi về nha. Tại vì bây giờ bạn sợ lắm, bạn nghĩ bạn sắp tù thế nào rồi. Rồi, chúng ta cùng nhau 1, 2, 3 in. Yeah, trứng chín. Sao anh Bút Chì có thể có nhiều quả trứng chín đến như vậy chứ? Tại vì anh hên đó. Dù bây giờ vàng cũng có một thêm một quả trứng chín nhưng vẫn không thể thắng được anh Bút Chì. Bây giờ em chỉ còn một quả này thôi. Em hy vọng đó là một quả trứng chín. Cố lên em vàng ơi. 1, 2, 3 Yeah. Là wow. Một quả trứng chín. Quả trứng chín. Như vậy em vàng có bao nhiêu quả vậy? Em có 5 quả. Em có 5 quả nhưng mà anh Bút Chì tới 6 quả lận. Như vậy là em vàng thắng rồi. Yeah. Các bạn ơi, như vậy á là mình đã vừa mới chơi xong một trò chơi cực kỳ thú vị của anh Bút Chì rồi. Đúng rồi. Và vàng đã thua rồi. Các bạn ơi, các bạn thấy trò chơi hôm nay như thế nào? Vàng thì vàng thấy lúc mà lựa chọn và đập trứng vô cùng hồi hộp luôn. Đây là một trò chơi thiệt là gay cấn đó anh Bút Chì. Đúng rồi. Các bạn ơi, nếu như các bạn thấy trò chơi ngày hôm nay vui, nhớ để lại comment cho bọn mình thấy nha. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh Hai Pencil Studio để có thể cùng tụi mình chơi thêm nhiều trò chơi vui hơn nữa, có được không? À, còn báo cho các bạn một tin vui hơn nữa. Đó chính là gia đình Bút của chúng tôi đã có Facebook. Yeah. Nè. Các bạn truy cập vào trang Facebook, sau đó gõ gia đình Bút Chì sẽ hiện lên cái Facebook này nè. Đây, các bạn có thấy không? Còn có hình của tụi mình nữa. Cả 4 người luôn. Khi tham gia Facebook này, các bạn sẽ được trò chuyện trực tiếp với 4 thành viên của nhà Bút. Đúng rồi. Tụi mình hứa là tụi mình sẽ đăng thiết nhiều hình mỗi ngày để cho các bạn nhìn thấy tụi mình. Bạn cũng có thể nhắn tin vào cho tụi mình nữa nè. Đúng rồi. Tụi mình có thể kết bạn với nhau. Yeah. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.